Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ngày hôm nay trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà áp giá thông báo vật liệu, nhưng mà trong cái trường hợp mà máy tính của chúng ta không có mạng internet, hoặc là máy tính của chúng ta có mạng internet như bình thường, ví dụ như vào trang Vietnamnet chẳng hạn, .vn chẳng hạn vẫn vào được, thế nhưng mà chúng ta không áp được giá vật liệu do là bị cái hệ thống an ninh mạng hoặc là hệ thống tên lửa của công ty chúng ta, của tập đoàn chúng ta họ chặn lại. Thì trong hai trường hợp đấy thì đều không truy cập được ra bên ngoài để mà lấy dữ liệu giá thông báo. Thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách áp giá thông báo. Bây giờ tôi sang bên phần mềm dự toán G8. Giả sử chúng ta đã nhập được một số công tác ở đây, sau đó thì bây giờ chúng ta có nhu cầu là chúng ta áp cái giá thông báo cho nó. Giá gốc với giá tháng nó bằng nhau, và bây giờ chúng ta muốn áp cái giá vào đây đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nháy phải vào, chúng ta chọn là mục là menu là áp giá thông báo vật liệu. Thì ở phía dưới này có một nút là lưu giá khi áp không, lưu giá để áp khi không có mạng internet. Thì chúng tôi có giải thích là lưu một tệp trên máy tính hoặc là trên bút USB hoặc là trên thẻ nhớ để mà áp lại giá thông báo trong hai trường hợp sau. Thứ nhất là máy tính của chúng ta không có mạng internet, và trường hợp thứ hai là có mạng nhưng mà chúng ta bị chặn việc truy cập ra bên ngoài để lấy dữ liệu do các cái hệ thống an ninh mạng, hệ thống tường lửa vân vân họ chặn. Đấy, thì bây giờ chúng ta xử lý thế nào? Thì đầu tiên tỉnh thành phố là chúng ta chọn cái tỉnh mà chúng ta đang làm. Bước thứ hai chúng ta chọn là cái thông báo giao vật liệu là số bao nhiêu. Ví dụ trong lần này là Hà Nội thì có rất nhiều thông báo. Đấy, năm 2019 có một loạt, năm 2017, 2016 một loạt đây. Thì ví dụ bây giờ tôi đang chọn là thông báo mới nhất là 01 năm 2019 ra ngày 1 tháng 3 năm 2019 chẳng hạn. Sau đó thì tôi bấm nút là lưu giá để áp khi không có mạng internet. Đây. Thì mặc định là G8 sẽ vào cái thư mục mà chứa cái đơn giá của tỉnh của chúng ta. Ví dụ như là ổ C, thư mục G8, thư mục đơn giá và thư mục Hà Nội. Đấy, nếu mà chúng ta làm ở tỉnh Đà Nẵng thì nó sẽ là ổ C, G8, đơn giá Đà Nẵng, vân vân. Đây thì tên file nó đặt sẵn cho chúng ta, ví dụ như là giá thông báo vật liệu số 01/2019 Hà Nội chấm giá thông báo vật liệu viết tắt. Thế thì chúng ta bấm nút save là xong thôi. Như vậy là tất cả các cái thông tin nó sẵn cho chúng ta và chúng ta chỉ việc bấm thôi. Thì phần mềm rất là nhanh chóng đã lưu xong cái giá thông báo vật liệu trước khi mà tôi hướng dẫn. Rồi, bây giờ chúng ta bấm OK là chúng ta đã có cái giá thông báo rồi. Và ngay sau đây, một vài giây nữa tôi sẽ hướng dẫn ngay cái cách mà áp giá trong hợp mà chúng ta không có mạng. Thì cũng nhân tiện đây thì đang có mạng thì tôi hướng dẫn thêm một chút để chúng ta nắm được là khi mà chúng ta chọn giá rồi, chúng ta bấm nút chấp nhận này, thì G8 sẽ hiện ra giá của các cái vùng khác nhau, của các nhà cung cấp khác nhau. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn các cái đơn vị khác nhau. Thì chúng ta chọn, sau đó thì chúng ta bấm vào cái nút chấp nhận để chúng ta áp. Đấy, thế là xong. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách để mà áp khi không có mạng internet. Và để không có mạng thì một cách đơn giản nhất là trên máy của tôi sẽ hủy bỏ, ngắt kết nối với mạng internet của tôi. Tôi chọn là ngắt cái mạng wifi, disconnect. Và bây giờ là not connected, máy của tôi không còn kết nối gì nữa. Tôi vào bất kỳ trang nào cũng không còn vào nữa. Thế bây giờ tôi nháy phải, tôi chọn áp giá thông báo vật liệu. Thì thay vì là hiện ra tỉnh và các cái bảng giá để chúng ta chọn, thì G8 hiện ra cái lỗi là lỗi kết nối với máy chủ. G8 báo là không kết nối được với cơ sở liệu trên máy chủ, và đưa ra hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là xin hãy kiểm tra lại kết nối mạng internet. Thì tất nhiên trường hợp này là thì chúng ta sẽ trao đổi với bộ phận công nghệ thông tin, bộ phận IT, bộ phận mạng của công ty để trợ giúp chúng ta trong cái việc kiểm tra lại xem các kết nối mạng làm sao để chúng ta truy cập được mạng internet. Thì biện pháp thứ nhất này chúng ta liên hệ trực tiếp công ty chúng ta. Trường hợp thứ hai là mạng internet thì có, thế nhưng mà chúng ta bị chặn do tường lửa chặn, hoặc là không thể có mạng internet do cái hạ tầng khu vực đấy tại thời điểm đấy nó bị lỗi không có mạng, hoặc là chúng ta đi thi công công trình đấy, ở vùng sâu vùng xa chẳng hạn thì đương nhiên là không có mạng internet rồi, 3G 4G thì không vào được, thì chúng ta làm thế nào? Thế thì G8 hướng dẫn là đóng cái cửa sổ lại và chỉ ra cái tên tệp chứa giá thông báo, và phía dưới này nó hướng dẫn cái cách để mà lưu cái giá thông báo vật liệu như tôi vừa hướng dẫn xong. Thế thì bây giờ chúng ta đóng cái cửa sổ lại này, sau đó chỉ ra tên tệp chứa vật liệu là xong thôi. Chúng ta bấm nút đóng này. Thì ngay lập tức G8 hiện ra là hỏi cái tên tệp đơn giá thông báo vật liệu trước đây chúng ta đã lưu ấy ở USB hay là ở ổ C G8 đơn giá và ở cái tỉnh chúng ta. Thì thông thường chúng ta hay để ở cái tỉnh chúng ta là tiện nhất.
Đấy. Nếu chúng ta để ở USB, chúng ta chọn USB để chúng ta chỉ ra cái tên file đấy, chúng ta để ở USB ở thư mục nào, chúng ta chỉ ra cho nó. Rồi, bây giờ tôi chọn cái giá thông báo 01/2/19 đây, chúng ta bấm open. Thì chúng ta bấm chấp nhận thôi. Đấy. Tất nhiên trước đấy chúng ta có thể chọn vùng. Đấy. Thì xong chúng ta chọn các cái giá. Đây. Vân vân, chúng ta bấm chấp nhận. Xong, nó báo là xong thì những cái vật liệu nào mà cái tên của nó màu xanh là nó đã áp được cái giá ở đây. Và cái cột ghi chú nguồn gốc xuất xứ nó ghi là ví dụ như là áp theo giá thông báo vật liệu số 01/2/19 công bố giá vật liệu sở xây dựng của Ủy ban dân thành phố Hà Nội ngày 1/3/2019 vùng 1 chẳng hạn, vân vân, vùng 3, vùng 4. Thì rồi tôi chọn vùng nào thì nó lên vùng đấy thôi. Đấy. Thế như vậy là với cái phần hướng dẫn này chúng ta đã xong, giải quyết xong trọn vẹn cái việc là áp được cái giá thông báo vật liệu trong cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có mạng internet thì G8 sẽ nhảy vào ngay vào cái tỉnh đấy và hiện ra các cái bảng giá thông báo giúp chúng ta chọn ngay. Còn nếu trường hợp mà không có mạng internet hoặc bị chặn thì G8 sẽ hỏi cái file giá thông báo vật liệu trước đây hôm qua hay là vừa nãy chúng ta đã lưu ở trên USB hay là lưu ở trên máy tính của chúng ta, chỉ cho nó để nó sẽ áp vào chúng ta mà không cần có mạng internet cũng được. Thì cái phần hướng dẫn ở đây là đã hết. Trước khi chia tay thì tôi sẽ vào cái mục trợ giúp ở trong cái phần dự toán G8.com. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.